Nga dội mưa tên lửa tấn công Ukraine, Ba Lan vội điều chiến đấu cơ xuất kích. Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan đã yêu cầu cả máy bay của mình và máy bay đồng minh cất cánh bảo vệ không phận của nước này giữa lúc Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine đêm 28 dạng sáng 29 tháng 3. Ba Lan điều chiến đấu cơ xuất kích bảo vệ không phận. Bộ Chỉ huy Tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố trên X Twitter rằng quân đội đã cảnh báo người dân rằng máy bay Ba Lan và đồng minh đang bay trên không phận Ba Lan, do đó có thể gây ra tiếng ồn ở khu vực phía đông nam. Tối nay, người ta quan sát thấy hoạt động mạnh mẽ của máy bay tầm xa của Liên bang Nga liên quan đến việc nước này tiến hành các cuộc tấn công tên lửa lớn vào các cơ sở nằm trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả các thủ tục cần thiết đã được bắt đầu để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, tuyên bố của Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan cho biết. Trước đó ngày 24 tháng 3, không phận Ba Lan được cho là đã bị xâm phạm bởi một tên lửa hành trình phóng từ máy bay chiến đấu tầm xa của Nga. Ba Lan cáo buộc tên lửa đi vào không phận nước này gần làng Ocedau, tỉnh Lublin, ở đó trong 39 giây. Liên quan đến vụ việc, Ba Lan đã thông báo ý định triệu tập đại sứ Nga và gửi thư phản đối. Ngoại trưởng Ba Lan Radolau tuyên bố rằng Ba Lan sẽ yêu cầu đại sứ Nga giải thích về vụ tên lửa Nga vi phạm không phận Ba Lan. Tuy nhiên, ông Sikorski lưu ý rằng khó có khả năng Nga sẽ đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Ông Vadilau Skotaniak Kami, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan thì tuyên bố rằng Ba Lan sẽ bắn hạ tên lửa Nga nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang hướng tới mục tiêu trên lãnh thổ Ba Lan. Trong khi đó, không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố Nga đã triển khai 60 UAV và 39 tên lửa tấn công hạ tầng năng lượng nước này vào đêm 28, dạng sáng 29 tháng 3. Trong đêm 28 và dạng sáng 29 tháng 3, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine. Phát ngôn viên không quân Ukraine Mykola Olechak thông báo hôm nay trên Telegram. Ông Olegchuk cho biết Nga đã phóng 60 UAV dạng Shahed, 3 tên lửa siêu vượt âm Kinza, 4 tên lửa hành trình Iskander-K, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 9 tên lửa chiến thuật Kh-59 và 21 tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 84 mục tiêu, gồm 58 UAV, 17 tên lửa Kh-101, 555, 5 quả đạn Kh-59 và 4 tên lửa Iskander-K, song không chặn được quả Kinza hay Iskander-M nào. Ukraine chạy đua với thời gian để đào chiến hào, nhưng lo sợ đã muộn. Khi Nga gần đây được cho là đang đẩy mạnh không kích vào nhiều thành phố làng mạc ở Ukraine, cũng như tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận để thăm dò các lỗ hổng trong hàng rào phòng thủ của Kiev, Ukraine đang chạy đua với thời gian để đào thêm các chiến hào, xây thêm công sự để chống lại các bước tiến của quân Nga. Tuy nhiên, nhiều lo ngại rằng Kiev đã để quá muộn xây dựng hệ thống phòng thủ đáng gờm cần thiết nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Nga trong thời gian tới. Các nhà lập pháp Ukraine đã bày tỏ lo ngại quân đội và chính quyền địa phương không đào chiến hào cũng như xây công sự đủ nhanh để có thể phòng thủ vững chắc nhằm chống chọi với một cuộc tấn công dự kiến của Nga ở phía Đông Bắc và Đông Nam đất nước. Chúng tôi đã cảnh báo từ mùa hè năm ngoái rằng cần phải nhanh chóng xây dựng các công sự phòng thủ ở quy mô công nghiệp và khiến chúng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, Rostislav Palesko, một nghị sĩ đối lập ở Ukraine, tuyên bố. Theo ông Palesko, Ukraine cần xây dựng các công sự phòng thủ vững chắc vì Nga hiện đang sử dụng bom bay cực mạnh để tấn công Ukraine. Chúng tôi sẽ cần những công sự rất sâu để chống lại những quả bom bay này, nghị sĩ Ukraine nhấn mạnh. Và mùa thu năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denis Simihan đã thừa nhận rằng các công trình phòng thủ cũ sẽ cần được đổi mới và các công sự mới ở tiền tuyến sẽ được bổ sung sau cuộc phản công kém hiệu quả vào mùa hè của Ukraine. Giờ đây, Ukraine đang phải đối mặt với viễn cảnh một cuộc tấn công phối hợp của Nga và mối lo ngại nổi lên là liệu tuyến phòng thủ của họ có kiên cố như Nga từng xây để chặn cuộc phản công của Kiev hay không. Nhiều người cũng băn khoăn liệu họ có còn đủ thời gian để xây dựng các tuyến phòng thủ mới một cách nghiêm túc hay không. Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu xây dựng chúng, nhưng đã muộn rồi, họ thực sự mới bắt đầu vào tháng trước. Ivana Klumput Stinchade, một nhà lập pháp đối lập và cựu phó thủ tướng trong chính quyền cựu tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố. Trong khi đó, một cựu chỉ huy chiến trường cấp cao giấu tên nói với Politico rằng ông lo lắng Ukraine không có đủ mìn cho các công sự mới, cũng như không có đủ binh lính để vận hành chúng một cách hợp lý. Chiến đấu cơ Su-27 của Nga bị đồng đội bắn rơi ở Crimea. Theo Forbes, đây là lần đầu tiên máy bay Su-27 của không quân Nga bị bắn hạ kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Forbes dẫn đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một máy bay chiến đấu được cho là Su-27 của không quân Nga quay tròn trên không và lao xuống biển. Phi công trên chiếc máy bay trên đã nhảy dù và được giải cứu ngay sau đó. Cũng theo Forbes, vụ việc trên xảy ra ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea hôm 28 tháng 3. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ghi nhận Su-27 của Không quân Nga bị bắn hạ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Cũng trong hôm 28 tháng 3, ông Mikhail Zavozeff, thị trưởng Sevastopol cho biết một máy bay quân sự của Không quân Nga đã gặp sự cố ngoài khơi Sevastopol. Phi công đã phóng ghế thoát hiểm. Ông này cũng khẳng định không có hạ tầng dân sự nào dưới mặt đất bị hư hại. Còn theo giới chức Crimea, phi công nhảy dù an toàn xuống vùng biển cách bờ khoảng 200 mét và được lực lượng cứu hộ giải cứu. Phân tích về vụ việc trên, chuyên gia quân sự Jakub Janowski nói chiếc Su-27 trong sự cố 28 tháng 3 bị chính phòng không Nga bắn hạ khi nó hoạt động gần bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Theo Fox, chiếc Su-27 vừa bị bắn hạ thuộc Trung đoàn Không quân số 38 của Không quân Nga, đóng tại căn cứ Không quân Belbex gần Sevastopol dù chỉ cách chiến tuyến 400 km và thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine. Kể từ đầu xung đột đến nay, Trung đoàn 38 chưa để mất bất cứ máy bay Su-27 nào trong các nhiệm vụ chiến đấu. Tuy nhiên, thành tích bất bại của Trung đoàn 38 đã thay đổi vào cuối tuần trước, khi Ukraine mở rộng các cuộc tấn công bằng tên lửa và bán đảo Crimea. Trong cuộc tập kích vào dạng sáng 24 tháng 3, trung đoàn 38 được cho là đã mất ít nhất 3 chiếc Su-27, một chiếc bị phá hủy và hai chiếc khác bị hư hại. Hoạt động đáng chú ý nhất của Trung đoàn 38 trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến nay là nhiệm vụ xuất kích các máy bay Su-27 để đánh chặn một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ hoạt động trên biển Đen vào tháng 3 năm 2023. Chiếc Su-27 đã xả nhiên liệu vào máy bay không người lái Mỹ trước khi hai bên xảy ra va chạm và làm MQ-9 rơi. Hiện tại, Nga đang tăng cường lực lượng phòng không ở Crimea trong bối cảnh Ukraine, gần đây liên tục phóng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV nhằm vào lực lượng nước này trên bán đảo. Phòng không Nga tuần trước thông báo đã ngăn chặn cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Storm Shadow, tên lửa diệt hạm Neptune, mồi bẫy IDM 160 MALD và máy bay không người lái UAV cảm tử tầm xa của Ukraine nhằm vào Sevastopol Nguy cơ bị tập kích thường trực khiến cho phòng không Nga phải duy trì trạng thái báo động cao và tăng nguy cơ bắn nhầm máy bay đồng đội. Ukraine để ngỏ khả năng đàm phán với Nga sau hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố nước này có thể tham gia kết nối ngoại giao với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ dự kiến diễn ra trong năm nay. Tháng trước, chính phủ Thụy Sĩ đã thông báo kế hoạch tổ chức một hội nghị cấp cao về hòa bình cho Ukraine vào mùa hè. Trọng tâm của sự kiện sẽ là kế hoạch hòa bình 10 điểm của Kiev được Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Sáng kiến nói trên kêu gọi Moscow rút hết quân khỏi Ukraine cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì các cáo buộc sai phạm trong thời gian xung đột. Moscow đã bác bỏ đề xuất này với lý do nó xa rời thực tế. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ấn Độ NDTV hôm 28 tháng 3, ông Kuleba nhấn mạnh những người tham gia hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Thụy Sĩ sẽ được lựa chọn. Những điểm trong đề xuất của Kiev mà họ muốn thực hiện, chẳng hạn như an ninh lương thực hoặc năng lượng hay trao đổi tù nhân. Theo Ngoại trưởng Ukraine, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sẽ quy tụ các quốc gia muốn giải quyết những vấn đề họ mong muốn, thành lập các nhóm công tác và kế hoạch hành động. Sau đó, giữa các hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất và lần thứ hai, việc liên lạc với Nga có thể diễn ra theo những quy tắc được các bên tham gia đồng ý. Chúng tôi phải đảm bảo Nga không có cơ hội cản trở hội nghị thượng đỉnh hay là tiến trình hòa bình như vậy, ông Kuliba nhấn mạnh. Tổng thống Zelensky đã cấm tất cả các cuộc thương lượng với chính quyền Nga hiện tại vào mùa thu năm 2022 sau khi bốn vùng của Ukraine bỏ phiếu sát nhập vào Nga. Theo đài RT, Moscow khẳng định sẵn sàng đàm phán với Kiev. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng tuyên bố Moscow sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai ngay cả khi được mời, vì việc đó sẽ giúp thúc đẩy tối hậu thư dưới mát kế hoạch hòa bình của ông Zelensky. Bà Zakharova lưu ý thêm. Thụy Sĩ, nước tham gia áp các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, khó có thể đóng vai trò là nền tảng cho các nỗ lực gìn giữ hòa bình khác nhau.